VTV chiếu chậm trận bóng Việt Úc 10 phút có phải vì sợ cờ vàng? Đài truyền hình VTV chiều 27 tháng 1 phát trễ trận bóng đá giữa Việt Nam và Úc đến tận 10 phút. Khi trận bóng đã đến phút thứ 11 thì VTV chiếu phút đầu tiên. Theo kênh 14, việc tiếp sóng trễ như vậy do yêu cầu của Đại sứ quán Việt Nam tại Úc để đảm bảo an ninh quốc gia và có thời gian xử lý tình huống ngoài ý muốn. Úc là nơi có cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản lên đến hơn 200.000 người. Trên thực tế, có một số cổ động viên đem cờ vàng đến sân bóng. Tức là họ có thể xử lý những cái tình huống ngoài ý muốn, có nghĩa là nếu mà lỡ quay phim mà có còn cờ vàng ở trong đó thì họ sẽ cắt cái đoạn đó thôi. Đó là kiểm duyệt đó. Chỉ xác nhận rằng chúng tôi là người Úc gốc Việt. Cái cờ vàng đó để xác nhận là cái gốc Việt thôi. Không phải là biểu tình, không là gì, tại vì đây là một cái sự kiện thể thao. Thì chúng tôi là người Úc gốc Việt, chúng tôi đi ủng hộ đội nhà. Đội nhà của chúng tôi là đội soccer. Một đoạn clip lan truyền trên YouTube sau đó cho thấy hai cảnh sát Úc dường như đang trao đổi với một nhóm cổ động viên có mang cờ vàng. Một nam cảnh sát mang đi khăn choàng cổ có biểu tượng cờ vàng ba sọc đỏ và yêu cầu một người đàn ông đi theo cảnh sát ra khỏi khán đài. Hồi tháng 5 năm 2021, cộng đồng Việt Nam tại Úc xôn xao khi một du học sinh giật một lá cờ Việt Nam Cộng Hòa treo ở một góc đường và nói thay mặt 90 triệu dân Việt. Sự việc này đã gây xôn xao dư luận trong một thời gian sau đó. Mày luôn.